Hoa hữu cơ, lưu ý, lipid. Lipid có công thức cấu tạo RCO tất cả 3 lần, C3H5. Lipid gọi là chất béo, là triglyceride, là TST của glycerol với các axit béo có mạch không phân nhánh và số carbon lớn hơn bằng 16. Các axit béo cần nhớ. Thứ nhất là C15H31COH, đây là axit pancreatic. Thứ hai là C17H35COH là axit stearic. Thứ ba là C17H33COH là axit oleic. Thứ tư là C17H31COH là axit linoleic. Các chất béo no ở thể rắn như mỡ động vật. Các chất béo không no thường ở thể rỗng như dầu thực vật. Thứ hai nhỏ là tính chất hóa học. Phản thủy phân ta có là công thức của lipid là RCO tất cả 3 lần C3H5 hoặc là C3H5OCOR tất cả 3 lần. Thủy phân trong môi trường axit là cộng cho H3 là H2O cho là C3H5OH 3 lần, đây là glycerol, cộng cho 3 lần RCOH. Ở đây có thể ghi là RCO tất cả 3 lần C3H5 cũng được. Đây là tùy theo ta cách ghi. Thứ hai là thủy phân trong môi trường 3 giờ. Đây là RCO tất cả 3 lần C3H5 cộng NaOH cho ra là C3H5OH 3 lần cộng cho RCONa. Này là do cách ghi thôi. Ghi là RCO tất cả 3 lần C3H5 hoặc là C3H5OCO R tất cả 3 lần. Các chất béo lỏng tác dụng với hydro cho là chất béo rắn. Ví dụ 1, tính chỉ số axit béo K cần thiết để trung hòa hết m gam chất béo với V ml dung dịch KOH có nồng độ ít m. Câu A là m là 168 gam và V là 120 ml. Có nồng độ là 0,15 m. Câu B là khối lượng chất béo là 112 g, V là thể tích của KOH là 350 ml và nồng độ của nó là 0,4 m. Giải. Ta có số mol của KOH thì bằng V nhân CM thì nó bằng là 120 nhân 0,15, nó bằng 18 mmol. Khối lượng KOH bằng số mol nhân M lớn bằng 18 nhân 56 thì nó bằng là 1008 mg. Vậy chỉ số axit thì nó bằng là khối lượng của KOH chia cho khối lượng chất béo. Đây khối lượng KOH là phải là khối lượng mg, tức là chỉ số axit là bằng số mg KOH chia cho số gam chất béo. Số mg KOH là 1008 chia cho số gam chất béo là 168. Vậy ta có được K bằng 6. Chỉ số axit là số mg KOH cần dùng để trung hòa hết lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Câu B là cho là 112 gam chất béo tác dụng với là 300 ml dung dịch KOH có nồng độ là 0,4 m, tính cái chỉ số axit. Giải. Ta có số mol KOH thì bằng V nhân CM, nó bằng 350 nhân cho 0,4 thì bằng 14 mmol. Suy ra khối lượng KOH thì bằng số mol nhưng mà lớn, nó bằng là 14 nhân 56 thì là 784 mg. Từ đây ta tính được cái chỉ số axit thì bằng số mg KOH chia số gam chất béo. Đây số mg KOH là 784, số gam chất béo là 112. Vậy ta tính được chỉ số axit là 7. Ví dụ 2, tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa hết m gam chất béo có chỉ số axit là K. Câu A là m chất béo ở đây là 252 gam và chỉ số axit là 6. Câu B, m gam chất béo là 280 gam và chỉ số chất béo là 7. Chỉ số axit là 7. Giải. Ta có chỉ số axit thì bằng số mg KOH chia cho số gam chất béo. Suy ra
số miligam cao H thì bằng K nhân M gam chất béo, thì nó bằng là 1,512 miligam. Từ đây tính được số mol của cao H, nó bằng khối lượng chia mà lớn, nó bằng 1,512 chia 56, nó bằng 27 milimol. Vì trong phản ứng tác dụng với NaOH và cao H tác dụng với chất béo thì tỷ lệ mol nó bằng nhau, vì thế mà ta có số mol của NaOH nó bằng số mol cao H. Vậy tính được số mol của NaOH nó bằng số mol nhân cho mol lớn, nó bằng 27 nhân 40 thì nó bằng là 1,080 miligam. Câu B là khối lượng chất béo là 280 gram và chỉ số axit là 7. Giải. Ta có chỉ số axit thì bằng số miligam cao H chia cho số gram chất béo. Suy ra được số gram chất béo thì bằng K nhân M béo thì nó bằng 1,960 miligam. Số mol cao H thì bằng M nhỏ chia M lớn, tức là khối lượng chia cho M lớn của nó, thì nó bằng 1,960 chia 56, nó là 35 milimol. Vì tỷ lệ mol giữa NaOH và cao H tác dụng với chất béo là như nhau, cho nên ta có là số mol của NaOH bằng số mol cao H. Vậy khối lượng của NaOH nó bằng số mol nhân mà lớn, nó bằng 35 nhân 40 thì nó là 1,400 miligam. Ví dụ 3, thủy phân hoàn toàn agam lipid thu được b gam glycerol và hai axit béo, xác định công thức của hai axit béo. Câu A là thủy phân là 127,2 gam lipid thu được là 13,8 gam hỗn hợp hai axit, 13,8 gam này là glycerol. Câu B là thủy phân 169 gam lipid thì thu được 18,4 gam glycerol. Giải. Có phản thủy phân C3H5OCOR tất cả 3 lần. Đây có hai cái axit béo cho nên R trung bình cộng 3 NaOH cho ra là C3H5OH 3 lần cộng 3 lần R trung bình CONa. Thì từ khối lượng glycerol ta tính được số mol glycerol, đây là 0,15. Thì khối lượng glycerol là 13,8, ta tính được số mol của nó là 0,15. Kéo về số mol của axit béo, kéo về số mol của cái lipid là 0,15. Và ta có khối lượng lipid thì bằng số mol nhân mà lớn. Khối lượng của nó là 127,2, số mol là 0,15, mà lớn của nó là C3H5OCOR trung bình tất cả 3 lần, nó là 173 cộng 3 R trung bình. Ta suy ra được R trung bình là 225. Vậy 225 thì chỉ có là C15H31 và C17H35 là thỏa. Vậy hai cái axit béo đó là C15H31COH và C17H35COH. Câu B là thủy phân 169 gram chất béo thu được là 18,4 gram glycerol, xác định công thức của hai cái axit béo. Giải. Có phương trình nó là C3H5OCOR trung bình 3 lần cộng 3 NaOH cho là C3H5OH 3 lần cộng 3 R trung bình CONa. Từ khối lượng glycerol là 18,4, ta tính được số mol của nó là 0,2 và kéo về số mol của chất béo là 0,2. Khối lượng chất béo thì bằng số mol nhân M lớn. Khối lượng là 169, số mol là 0,2, M lớn là C3H5OCOR trung bình 3 lần, nó là 173 cộng 3 R trung bình. Suy ra là trung bình là 224. Vậy công thức của hai cái axit béo nó là C15H31COH và C17H33COH. Ví dụ 4, xà phòng hóa hoàn toàn M gam chất béo càng 200 ml dung dịch NaOH có nồng độ XM, tính khối lượng muối xà phòng thu được. Câu A là xà phòng, đây là xà phòng hóa 19 gram chất béo trong 200 ml dung dịch NaOH có nồng độ 0,6 m. Câu B là xà phòng hóa 23 gram chất béo trong 200 ml dung dịch NaOH có nồng độ là 0,9 m. Giải. Ta có phản ứng xà phòng hóa
RCO tất cả 3 lần C3H5 cộng 3 lần NaOH cho là C3H5OH 3 lần cộng cho 3 lần RCONa. Tôi tính được số mol của NaOH, ta kéo qua số mol glycerol. Đây là số mol NaOH tính được là 0,12, kéo qua số mol glycerol là 0,04. Thì ta áp dụng định lực bảo toàn khối lượng, ta có khối lượng chất béo cộng khối lượng NaOH thì nó bằng khối lượng glycerol cộng khối lượng xà phòng. Khối lượng chất béo là 19 gram, khối lượng của NaOH là 0,12 nhưng mà lớn của nó là 40. Khối lượng glycerol là số mol glycerol là 0,4 nhưng mà lớn của glycerol là 92. Thì cộng với khối lượng xà phòng, từ đây tao tính được khối lượng xà phòng nó là 20,12 gram.